chào mọi người nha. Đây là một quá. Đây, mọi người rất là đẹp luôn mấy anh ha. Dương nách luôn ha. Hồng đen mấy anh. Ngày hôm nay em vô rất là nhiều chim nha. Có hồng đen chiền luôn mấy anh nha. Hồng đen chiền là em bán 700 ngàn một con nha mấy anh ha. Đây 700 ngàn một con hồng đen chiền nha. Đây là hàng cám hạt hết rồi mấy anh nha. Cám hạt cứng luôn nha. Đó, như tiêu chiền. Tiêu bỏ cám hạt là 400, tiêu chiền cám hạt là 450 mấy anh nha. Có đường con hai con tiêu chiền nè. À, giờ ra chim cho anh em xem ha. Nhét vô nó đâu rồi, chỗ nhét nè. Hôm nay vào chim nhiều lắm nha mấy anh. Hôm nay có vô vẹt rồi nữa nha. Hồng đen nè. Bắt tiêu trước. Cắt mặt em không? Rồi đang quay đó. Quay gì ba? Đang quay đó. Chưa chọc bằng hai ngón nha. Chọc ba ngón ở đâu á. Thấy chưa lắc về mà được rồi. Quay gì nào mà chọc chim mà chọc một ngón là có dữ dằn. À. Đó, đây là 450 mấy anh. Thấy chiền quả gõ đẹp đẹp nha. 450 quý vị. Tí ô chiền cắm hạt nha, không bán mất ngược luôn. Đó. 450 con anh em à. Đây là ở chiếc bay viên là có anh Thủ Hoàng nha. Có đã trốn rồi. Đó, đây chỗ lớn đớp này anh ạ. Thấy rõ không anh? Rồi rõ. Đó 450 con. Quá rẻ luôn. Một em. Khó chơi quá anh Thống à. Có một bèo không? Bèo. Bèo không vậy? Đây anh. Đây là con đây mọi người, thấy chưa, thấy chim rõ không? Màu đẹp không? Đẹp. Lên màu chim đẹp nha, sáng nha. Trời ơi. Ủa má quan trọng lắm á. Sáng mà. Từ để im im. Rồi, để con chim qua giữa chứ. Để thấy cái đồng què vậy à? Để giữa. Màu đẹp vậy hả? Đó. Mày cầm mày lắc đưa tới đưa luôn mới làm mấy ghét rồi, mới chở. Được chưa, thấy rõ không? Rõ, đẹp. Từ để chỉnh cho anh nữa. Rồi. Đây mọi người rất là đẹp luôn nha. Cái này là tí ô bổi cắm hạt mấy anh nha. Cắm hạt cứng luôn. Lông quá đã không? Đó. 400 ngàn một con mấy anh nha, cắm hạt nha. Chê là vài bữa hết chim luôn. Bị níu rồi. Bên màu rất là đẹp luôn mấy anh nha. Vô đây cắt. Nhiều nhiều anh. Mới già luôn rồi. Anh nha. Cái ô chuyền nè. Hàng này là 450 con anh, hơn 50 ngàn nha. Đó, chuyền này nuôi thì nó mau dạng hơn ha. Nhưng mà màu lông của nó thì nó không có được đẹp mấy. Sau này nuôi nó lên mới đẹp nha anh. Sau này chuyển tay được luôn á. Con này nó chỗ dưới ngay chỗ hai cái bên mép nè, hai cái đầu ha. Thì râu ha. 450 con, em có hai con mấy anh ha. Vô đây cắt. Anh nha. Đây là con chiền là chỗ 80% nha. Đốm trắng nè, trắng đen đen là cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, 450 con mấy anh. Vô đây cắt. Nhập có 50.000 bán 450. Mắc sợ luôn. Phá cháy luôn. Hàng này về anh em chỉ cho ăn cắm bỏ cắm hạt không mặt vô nha. Cắm không mặt đàng hoàng nha mấy anh ha. Không mình không có bỏ cắm chè lửa, chè hang, chậu màu vô nha, nó ăn không có được đâu nha. Phải cắm không mặt nha. Đẹp lắm anh. Cắm con để bàn chơi. Rất đẹp nha. Tuyệt vời luôn. Này về nó cho ăn nó thêm là cam quýt nha mọi người ha. Cam quýt nè. Rồi còn không thì cho ăn cám thì cũng được. Cám với nước suối nha. Nước suối là xong. Đây là con
phúc mật 7 màu, ê 5 màu anh. Phúc mật 5 màu cũng trắng nha. Cái hàng này em Hào bán ra với giá là 400 ngàn một con. Có được 1-2 con gì thôi. Nói chung hàng này nó cũng khá là hiếm nha. Rồi ha. Thấy rõ không anh? Thấy rõ rồi. Con này nó quá trời màu luôn anh, bụng trắng nha anh, 400 ngàn con nha. Nó có màu này, màu gì đây? Màu đỏ nè, màu xanh, màu vàng, tùm lum hết rồi nha. Đây là hú bậc 5 màu bụng trắng anh nha, 400 ngàn một con anh. 400 ngàn một con thôi nha. Con nào có 3 con rồi anh nha. Ngày này hàng hiếm anh, lâu lâu mới có vài con nha. Đấy, đẹp chưa? Cái nắng luôn cái gì ha? Bóng luôn cái chỗ này nó xanh bóng luôn anh ha, bóng nó đẹp luôn nè. Này là cá mạc hết rồi nha anh em, về bỏ lòng bỏ cá mạc ăn thôi. Anh em nào mua hút mật mà không có cá mà nói em Hào gỡ luôn nha. Đó. Mua 5-10 con thì em tặng cho vài bịch cá ha. Không? Đây thôi quý vị à, mới vào luôn ha. Đó. Ai gọi nữa à, giá mới rồi. Cũng cảm ơn gọi cái tàu quản luôn, sáng giờ gọi cái bút sản luôn. Qua lúc trước rồi ngồi xếp ra luôn mà nó đầy ha. Qua đây anh, qua đây nè, đứng góc này nè, đứng góc này nè, gì kim luôn. Xong chưa, xong chưa? Còn đây là hổng đen nha quý vị, hổng đen nè, có mấy con nó đỏ lông đẹp lắm nè. Ông đen bổi và ông đen chì ha, rất là đẹp luôn anh, bay luôn nè. Ông đen mà cái con đen thui này là 500 ngàn một con với anh nha. Rồi con bổi nha, bổi trống. Còn bên đây là con chì nha, chì 700 ngàn một con, các bạn hết rồi nha mấy anh ha, 700 ngàn một con nha, tuyệt vời luôn. Đây là chim chì mấy anh nào mà bữa giờ hỏi chim chì thì liên hệ lại em Hào ha. Này về mình bỏ tập gì hết, bỏ vô là ăn là nuôi thôi. Chim chì này nuôi sau này mau dạng nha. Rồi mày làm chí mày. Cái này kêu đó. Cái lô này là chim chì này là đã kêu, kêu ngon lành rồi nha anh ha. Kêu cái gió lại ngay hết trơn. Anh em về anh em chơi thôi. Nuôi này cũng cả tháng rồi đó. Vô đã cắt 700 ngàn bỏ lòng chơi thôi. Giờ mấy anh mua cá bước về mấy anh tập cũng chưa chắc được đâu. Này là chắc cú luôn nha. Bỏ về là chơi là sống thôi. Nha mọi người ha, rất là đẹp luôn nè anh. Đẹp ghê mọi người. Phải không? Con này bữa con màu sắc rất là đẹp luôn. 700 năm nha. Để kiếm cái lồng có mặt hay cầm chim sâu nhỏ nhỏ bỏ vô nuôi ha. Mua tư luôn. Này cho ăn thêm trứng kiến nè. Có trứng kiến cho trứng kiến nha. Trứng kiến với cam quýt đỏ. À, 700 một con nha. Chưa được chăng? Có dài con chì nữa nha anh, chì tơ măng luôn nè, chì trống nè, bỏ nè, đang chì nha, bay cái đầu nè, rồi ok, đủ ngủ, căng, đâu chảy được. Đây là con bỏ già nè anh. Bỏ già thì em bán từ bữa giờ ra 500 ngàn một con mấy ha. Cũng bán lẻ như tôm tươi luôn nha. Tại vì cái con này nó rất là đẹp luôn anh. Nó chơi nó xuyền hai cái cục cánh màu vàng bên đây rất là đẹp nha. Cục cánh màu vàng màu cam nè. Cực kỳ đẹp luôn. Bộ lông nó rất là bóng nha mọi người ha. Bóng như lông nách luôn á. Vô. Đây con này anh. Đó. Nhất cách luôn ha. Đây cả. Đó. Thấy rõ không anh? Thấy rõ rồi. Con này nó quá trời màu luôn anh. Bụng trắng nha anh, 400 ngàn con nha. Nó có màu này, màu gì đây? Màu đỏ nè, màu xanh, màu vàng tùm lum hết rồi nha. Đây là hú bậc 5 màu bụng trắng mấy anh nha. 400 ngàn một con mấy anh. 400 ngàn một con thôi nha.
nào có 3 con rồi mấy anh nha. Này là hàng hiếm anh, lâu lâu mới có vài con ha. Đấy. Đẹp chưa? Cái lắc luôn cái gì ha. Bóng luôn cái chỗ này nó xanh bóng luôn anh ha. Bóng nó đẹp luôn nè. Này là cá mạc hết rồi nha anh em, về bỏ lòng bỏ cá mạc ăn thôi. Anh em nào mua hút mật mà không có cá mà nói em hào gỡ luôn nha. Đó. Mua 5-10 con thì em tặng cho vài bịch cám ha. Đây nữa quý vị. À, mới vào luôn ha. Ai gọi nữa? Ờ, cá mới. Cũng cảm ơn. Gọi cái tàu quản luôn, sáng giờ gọi cái bút sản luôn. Qua wow, trước rồi. Rồi xếp vào nó đầy ha. Qua đây anh, qua đây nè. Đứng góc này nè, đứng góc này nè. Chị kim chưa? Xong chưa, xong chưa? Còn đây là hổng đen nha quý vị. Hổng đen nè. Có mấy con nó đỏ lông đẹp lắm nè. Hổng đen bỏ giờ, hổng đen chì. Ha, rất là đẹp luôn nè. Bay luôn nè. Hổng đen mà cái con đen thui này là 500 ngàn một con với anh nha. Rồi con bỏi nha. Bỏi, trống. Còn bên đây là con chiền nha. Chiền 700 ngàn một con, các bạn hết rồi nha mấy anh ha. 700 ngàn một con nha. Tuyệt vời luôn. Đây là chim chiền mấy anh. Anh nào mà bữa giờ hỏi chim chiền thì liên hệ lại em Hào ha. Này về mình khỏi tập gì hết, bỏ vô là ăn là nuôi thôi. Chim chiền này nuôi sau này mau dạng nha. Rồi mày làm gì mày? Cái này kêu đó. Cái lô này là chim chiền này là đã kêu, kêu ngon lành rồi nha mấy anh ha. Kêu cái gió lại ngay hết trơn. Anh em về anh em chơi thôi. Nuôi này cũng cả tháng rồi đó. Vô đây cả 700 ngàn bỏ lòng chơi thôi. Giờ mấy anh mua cá bước về mấy anh tập cũng chưa chắc được đâu. Này là chắc cú luôn nha. Bỏ về là chơi rồi là sống thôi. Nha mọi người ha. Rất là đẹp luôn nè mấy anh. Đẹp ghê mọi người. Đã không? Con này bữa con màu sắc rất là đẹp luôn. 700 năm nha. Về kiếm cái lồng có mặt hay cầm chim sâu nhỏ nhỏ bỏ vô nuôi ha. Vô tư luôn. Này cho ăn thêm trứng kiến nè. Có trứng kiến cho trứng kiến nha. Trứng kiến với cam quýt đỏ. Phải chập một con nè. Vô đây chăng. Có vài con chiền nữa nha mày, chiền cơ măng luôn nè, chiền trống nè, bỏ nè, đang chiền ha, bay cho nó nè, rồi ok, đủ ngủ, sao, đâu chảy được. Đây là con bỏ già nè mấy anh. Bỏ già thì em bán từ bữa giờ ra 500 ngàn một con mấy ha. Cũng bán lẻ như tôm tươi luôn nha. Tại vì cái con này nó rất là đẹp luôn mấy anh. Nó chơi nó xiền hai cái cục cánh màu vàng bên đây rất là đẹp nha. Cục cánh màu vàng màu cam nè. Cực kỳ đẹp luôn. Bộ lông nó rất là bóng nha mọi người ha. Bóng như lông nách luôn á. Vô. Đây nè mấy anh. À. Rất đắt luôn ha. Vô đây cả. Nhà nghỉ dầu cao anh điện. Đây nha. Rất là đẹp luôn ha. Đây là ông đang bỏi mấy anh nha. Ok không cứng nha mấy anh ha.
đó. Giờ chỉ bỏ cắm hạt vô là quất thôi nha. Mấy con vẹt nó cho vô đây. Coi cạo phân luôn nha. Dưới trên đầu hết rồi. Đâu, phân trên đầu luôn, quất lên tới đầu luôn, ở cạo hết rồi. Đâu. Xong, xong. Rồi, nói từ quý vị nha, có được dạy que thôi đó. Anh em nào chơi liên hệ màu ha, có mấy con bụng trắng đẹp đó mấy anh, học mình dễ thương ha. À rồi. Mua chim, anh em hãy truy cập vào mục video trên kênh YouTube để theo dõi các dòng chim mới nhất của Thế Hào.